Xin chào các bạn ha. Trong cái video ngày hôm nay thì mình hướng dẫn các bạn một cái thủ thuật nhỏ giúp cho các bạn có thể lấy hình ảnh trong một cái file PDF xuất ra thành những cái file hình để có thể tái sử dụng lại ha. Thì nếu như mà các bạn có tiền á thì các bạn có thể dùng các cái phần mềm ví dụ như Acrobat Reader Raw ha. Thì nó sẽ giúp cho các bạn có thể trích xuất những cái hình ảnh ra thành những cái file riêng. Tuy nhiên thì nếu như mà mình không có tiền để các bạn sử dụng cái phần mềm đó thì các bạn có thể sử dụng một số công cụ miễn phí nha. Thì trong cái video ngày hôm nay đó thì mình hướng dẫn các bạn sử dụng cái công cụ là Small PDF. Đây là một cái trang web giúp cho các bạn có thể trích xuất hình ảnh ha. Giả sử như các bạn có thể trích xuất một cái file PDF sang cái file ảnh là JPEG nè. Ngoài ra thì nó còn rất nhiều tính năng khác. Các bạn nhìn vào những cái tên này thì các bạn cũng đã hiểu được rồi. Ví dụ như Word sang PDF hoặc là PDF sang Word nhân dân ha. Thì cái này các bạn có thể khám phá thêm. Bây giờ giả sử như mình có một cái file là PDF này, các bạn thấy nha, chấm PDF này. Thì trong cái file này á, mình sẽ có nhiều cái file hình ở trong đây. Các bạn thấy ở trong đây mình sẽ có những cái file hình này. Cái giả sử như bây giờ mình muốn bóc tách những cái hình này ra thành những cái file riêng. Thì các bạn truy cập vào cái trang smallpdf.com này, các bạn sẽ chọn PDF to JPEG. Thì ở đây á, các bạn có thể kéo cái file PDF vào trong cái khung này và các bạn click vào cái mục là chọn file này. Sau đó các bạn click chọn vào cái file PDF của mình ha. Sau đó các bạn chọn open. Thì lúc này nó sẽ upload lên trên trang web này. Các bạn đợi xíu ha, đây là tiến trình này. Thì sau khi mà nó đã upload lên xong rồi á thì nó sẽ cho các bạn chọn lựa tính năng mà các bạn muốn dùng. Ví dụ như cái này nó sẽ xuất ra thành cái file ảnh nè, còn cái này nó sẽ xuất ra thành một cái trang. Thì ở đây cái nhu cầu của mình á là mình đang muốn xuất ra các cái file hình thì các bạn click chọn cái này, sau đó các bạn click vào cái nút này ha. Thì lúc này cái trang web nó bắt đầu xử lý ha, nó sẽ xuất những cái file ảnh ra cho các bạn thấy nó đang xuất nè. Thì sau khi mà nó thực hiện thành công rồi á thì các bạn có thể click vào cái mục download ha, để các bạn tải về máy của mình. Giả sử ở đây mình lưu ra ngoài màn hình desktop luôn nè ha, mình để tên là email luôn, các bạn click vào nút save. Thì các bạn thấy nó sẽ tải về trên máy tính của mình nha. Rồi các bạn có thể mở lên luôn. Ở đây mình có thể giải nén cái file nén này nha. Thì sau khi giải nén xong thì các bạn thấy ở đây nó có thêm một cái folder mới nè. Thì các bạn thấy những cái hình ở trên cái file PDF bây giờ nó đã được bóc tách ra như thế này. Các bạn thấy rất ok. Thì đây là một cái thủ thuật nhỏ giúp cho các bạn có thể trích xuất những cái hình từ PDF mà không cần phải trả phí nha. Ngoài cái chuyện các bạn tải về máy tính của mình thì các bạn cũng có thể upload lên cái phần Dropbox hoặc là các bạn up lên cái Google Drive. Ở đây nó cho tính năng các bạn chọn này. Thì hy vọng với thủ thuật nhỏ mình vừa chia sẻ nó sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình làm việc và học tập ha. Các bạn nhớ subscribe kênh ủng hộ mình và để lại những cái bình luận bên dưới video nha. Chào các bạn.